bạn bất hạnh là vì bạn chọn bất hạnh. Chúng ta là những cá thể sống riêng biệt. Đã là cá thể sống riêng biệt thì sẽ có những cái suy nghĩ riêng của chính bản thân mình. Mà việc bạn không chấp nhận được việc bị người khác ghét thì bạn sẽ không thể nào dám sống đúng với chính mình được. Mà nếu mà không sống đúng với chính mình, không sống với điều mà mình muốn thì chẳng phải nào là một sự bất hạnh của cuộc đời sao? Ok, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Kế Kỳ Cục của mình. Để mà bắt đầu với chủ đề của ngày hôm nay thì trước hết mình muốn hỏi tất cả các bạn ở đây một câu hỏi. Đó là có phải là những người trẻ bọn mình quá bận tâm tới ánh mắt, sự dò xét của những người xung quanh dành cho mình không? Có một vài bạn thậm chí là quan tâm quá mức dẫn đến là mất đi cái cuộc sống riêng của bản thân mình luôn. Nếu mà như vậy thì mình nghĩ cuốn sách mà mình sắp giới thiệu tới đây sẽ rất rất là hợp với các bạn luôn đó. Đó là cuốn sách này, Dám Bị Ghét. Lý do mà mình chọn mua em nó hả? Là cái thứ nhất là mình cũng có follow một số kênh YouTube của các anh chị chuyên làm về sách. Thì các anh chị đó cũng rất là highly recommend cái cuốn sách này. Và cái lý do thứ hai là mình bị ấn tượng với cái tên của cuốn sách này là Dám Bị Ghét. Thú thật thì mình nghĩ là không ai muốn bị người khác ghét cả, phải không? Và không ai thật sự sẵn sàng dám bị ghét. Và mình cũng là một cái người kiểu khá là bận tâm tới ánh mắt của người khác dành cho mình ấy. Kiểu mình làm như vậy có tốt chưa, mình làm như vậy có ổn không đồ á. Nên là mình quyết định mua em nó về đọc thử. Trong cuốn sách này sẽ là một cuộc hội thoại của một nhà triết gia và một cậu thanh niên. Qua đó thì giúp chúng ta hiểu thêm về tâm lý học Adler, hay còn gọi với một cái tên khác là tâm lý học cá nhân, tâm lý học của sự dũng cảm. Mọi người đừng có lo, nếu mà mình không quá hiểu về tâm lý học thì liệu đọc cái cuốn sách này thì mình có hiểu không? Đừng lo vì cuốn sách dùng những cái ngôn từ không quá là chuyên ngành. Nếu mà vừa đọc vừa ngẫm thì không chỉ có thể hiểu sách mà bạn còn có thể mở ra cho mình một cái góc nhìn khác về cuộc sống nữa. Một điều mà mình khá là thích ở cái cuốn sách này đó là cách trình bày của nó. Không giống như những cái cuốn sách thông thường là sẽ trình bày theo dạng hàng ngang. Khi mà hết một hàng ngang thì sẽ xuống hàng lập lại cách trình bày như vậy. Thì cuốn sách sẽ không như vậy, cuốn sách trình bày theo dạng khổ. Vì nếu mà đọc hàng ngang thì mắt mình sẽ phải lia qua lia lại khá là mỏi mắt. Còn đọc theo dạng khổ thì mình nghĩ là đọc sẽ hiệu quả hơn. Khi mới bước chân vào giảng đường của trường đại học thì mình có dịp chứng kiến được một cuộc phản biện của các bạn sinh viên học chung lớp với mình lúc đó. Nhưng mà mình cảm thấy như các bạn phản biện lúc đó không phải nhằm mục đích là muốn củng cố bài học, mà dường như muốn thể hiện cái tôi nhiều hơn. Muốn kiểu mà phải gọi là công kích đối phương, hạ bệ người khác ấy. Thì đọc cái cuốn sách này thì giúp mình hiểu thêm về cái tư duy phản biện, kiểu cung cấp thêm cho mình những cái hành trang cho những cái cuộc biện luận trong trường đại học. Các bạn có cho rằng một người có quá khứ cơ cực, tồi tệ thì lớn lên nhất định sẽ là người xấu không? Mình khá là thích cái sự phủ nhận sang chứng tâm lý ở tâm lý học Adler, là không phải là nhất thiết một người có quá khứ tồi tệ, cơ cực thì lớn lên sẽ thành người xấu đâu. Không phải những cái sự kiện trong quá khứ đó không tác động đến mình, mà ngược lại, nhà triết gia còn cho rằng những cái sự kiện đó có sự tác động rất là lớn. Nhưng những cái sự kiện đó không quyết định mình là ai, mà thứ quyết định đó là những cái suy nghĩ của mình, những cái hành động của mình qua những cái sự việc trong quá khứ ấy. Có người từng nói vậy nè: hồi nhỏ vì quá cơ cực nên khi lớn lên tôi coi đồng tiền là tất cả, tôi gạt bỏ những giá trị, những khuôn khổ đạo đức qua một bên. Thì đó không phải là lỗi của tôi, nó là do hồi nhỏ hoàn cảnh của tôi cơ cực, thiếu thốn. Họ đâu thể đổ lỗi cho quá khứ của họ như vậy được, trong khi con đường hiện tại là con đường họ chọn, đâu ai ép buộc họ đâu. Ở đây còn nhấn mạnh cả sự dũng cảm dám thay đổi nữa. Bạn có từng muốn thay đổi nhưng mà lại thường quyết tâm không thay đổi không? Nghe nó mâu thuẫn cực ha. Cái gì mà muốn thay đổi rồi cái gì mà thường quyết tâm không thay đổi chứ? Nó là như vậy nè. Cuộc đời bạn không xác định con người bạn bằng những cái việc bạn được cho cái gì khi chào đời, mà xác định bằng cách bạn sử dụng những cái thứ đó như thế nào mà thôi. Mình hiểu là mong muốn trở nên tốt đẹp thì ai cũng mong muốn đó, nhưng mà không phải ai cũng
cũng có sự dũng cảm quyết định thay đổi để mình trở nên tốt đẹp hơn đâu. Bạn bất hạnh không phải là do quá khứ hoặc là do hoàn cảnh của bạn, càng không phải do bạn thiếu năng lực. Bạn chỉ thiếu dũng cảm mà thôi. Nói cách khác là bạn không có can đảm để dám hạnh phúc. Mà dám hạnh phúc thì bao gồm cả dám bị ghét nữa. Dám bị ghét để được sống đúng với chính mình. Mình còn nhớ là khi mà đọc tới một cái dòng trong cuốn sách thì mình đã sốc thực sự. Là tự do chính là dám bị ghét. Rằng chúng ta tuyệt đối đừng quá ỷ lại phục vào sự thừa nhận của người khác. Bạn ý kiến như thế nào thì cũng sẽ có bên không hài lòng, không vừa lòng. Mà muốn làm hài lòng hết tất cả thì trừ phi bạn tước đi cái quyền được lên tiếng của bản thân mà thôi. Một góc nhìn khác mà sách mang lại cho mình đó là bạn bất hạnh là vì bạn chọn bất hạnh. Chúng ta là những cá thể sống riêng biệt. Đã là cá thể sống riêng biệt thì sẽ có những cái suy nghĩ riêng của chính bản thân mình. Mà việc bạn không chấp nhận được việc bị người khác ghét thì bạn sẽ không thể nào dám sống đúng với chính mình được. Mà nếu mà không sống đúng với chính mình, không sống với điều mà mình muốn thì chẳng phải nào là một sự bất hạnh của cuộc đời sao? Bên cạnh đó, sách cũng mang tới một cái góc nhìn khác cho mình. Là mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ riêng biệt của mình. Việc của mình là phân chia nhiệm vụ rạch ròi đâu là nhiệm vụ của mình, đâu là nhiệm vụ của đối phương. Và việc của mình, nhiệm vụ của mình là phải chỉ có nhiệm vụ là hỗ trợ và đưa ra lời khuyên cho đối phương. Chứ đừng trực tiếp nhúng tay vào cái sự lựa chọn của đối phương. Làm được như vậy thì bạn mới có quyền sống đúng với những cái quyết định của cuộc đời mình được. Bên cạnh đó, bạn cũng phải hiểu rõ là đâu là việc mình có thể, đâu là việc mình không thể. Kiểu bạn có thể mong muốn người khác yêu quý bạn, nhưng mà yêu quý bạn, thích bạn hay không thì đó lại là chuyện của đối phương. Hiểu được như vậy thì bạn mới có thể buông bỏ được phần cố chấp của bản thân mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Mình thấy là có rất là nhiều bậc phụ huynh đang làm dùm nhiệm vụ cuộc đời cho con cái của họ. Mỗi người khi mà tới độ tuổi trưởng thành thì đều phải tự gánh vác nhiệm vụ cuộc đời của mình trên vai. Lúc đó thì họ đã đủ năng lực nhận thức về sự lựa chọn của bản thân mình rồi. Như có những người con tự nhận mình là đồng tính thì những bậc cha mẹ lại không chấp nhận điều đó, và thậm chí còn răn đe là mày không được làm như vậy, mày làm như vậy tao chết cho mày coi, làm vậy chi. Trong khi mà quyết định sống cuộc đời của họ như thế nào thì giờ đã nằm trong tay của họ rồi. Các vị ba mẹ đâu thể nào sống giùm con cái của mình như vậy được, đâu thể nào làm giùm nhiệm vụ cuộc đời của con họ như vậy được. Như mình đã nói từ trước thì cuốn sách nói về tâm lý học Adler. Thì trong tâm lý học Adler thì chủ trương xây dựng mối quan hệ theo hàng ngang. Bạn tự tuy vì bạn đặt mối quan hệ của mình theo hàng dọc. Bạn cho là đối phương thấp kém hơn mình nên bạn mới có tư tưởng là kiểm soát cuộc đời của họ, làm giùm nhiệm vụ cuộc đời của họ. Điều cuối cùng, hãy xem cuộc đời là những chấm nhỏ. Đừng xem cuộc đời mình như là một chặng leo núi. Vì trong những cái cuộc hành trình leo núi thì bạn chỉ chú tâm tới đỉnh núi mà bạn leo. Và khi chạm được lên tới đỉnh thì lúc đó thì bạn mới thực sự là thành công. Thì đừng xem cuộc đời mình đến khi chạm tới mục đích là một đường liền mạch. Mà nếu mà không chạm tới mục đích thì cuộc đời mình không thực sự sống. Đừng xem như vậy. Hãy xem cuộc đời mình là những chấm nhỏ. Vì suy cho cùng khi mà soi kính hiển vi vào thì đường nét liền mạch đó cũng chỉ là những cái chấm nhỏ li ti li ti li ti. Nhiệm vụ của mình là hãy học tập và làm việc chăm chỉ hết mình tại giờ phút này là được rồi. Mỗi độ tuổi thì chúng ta sẽ có một cái góc nhìn khác nhau về một cái sự kiện nào đó. Thì ở cái độ tuổi này, đây là cảm nhận của mình sau khi mình đọc xong cuốn sách lần đầu tiên. Mình thấy cuốn sách khá là có ích, đặc biệt là đối với những cái người mà khá là quan tâm tới cách nhìn của người khác dành cho bản thân như mình. Mình thì vẫn muốn người khác thích mình chứ. Nhưng mà nếu mà lỡ họ có ghét mình thì mình cũng phải gán, đừng có đặt nặng cái vấn đề đó quá, mà hãy tập trung vào bản thân nhiều hơn. Ok, video nói về cuốn sách Dám bị ghét của mình tới đây là đủ dài rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Nếu mà thấy video có ích cho các bạn thì hãy like, share, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông nho nhỏ phía bên cạnh để
nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bye bye.